Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo trên kênh của mình. Ok, một ngày mới chúc anh em làm việc, học tập có thật là nhiều sức khỏe nhá. Ok, thì trong clip này là clip của ngày 16 tháng 6. Đấy, thì mình lại tiếp tục là đem mã code của ngày 16 tháng 6 đến cho mọi người trong ngày hôm nay. Đấy, thì nói chung là quá khá là nhiều bạn có hỏi mình là sao anh ơi dành ra ít clip thế. Thì dạo này mình kiểu mình ít tập trung vào game khác anh em. Đấy, game này giờ ít người chơi rồi. Với cả là gọi là gì ta, đổi nhà phát hành sang vì người giàu ấy. Đấy nên là cũng hơi bị cập nhật ít sự kiện ấy. Nếu mà anh em nào mà nhìn theo của mình ấy thì chắc chắn đấy là rất là ít cái cập nhật ở trong phần này luôn anh em. Đấy, mới update gần đây mà thôi mà đã gọi là cập nhật được đúng 3 gói thôi anh em ạ. Thỏ mềm mại này. Gói này thì như là có lâu rồi sao ấy. Thì anh em nào mà xem kênh mình mà thích bộ này ấy thì nhớ là comment dưới cho mình để mình có thể tặng quà cho anh em. Đấy, trang phục này chỉ có là 150 đá kim cương thôi, đá quý thôi anh em ạ. Rất là rẻ luôn nhá. Nên là anh em nào muốn nhận được phần quà này từ mình ấy thì anh em nhớ là làm đủ bước like, đăng ký kênh và comment đi game xuống bên dưới. Mình sẽ gửi quà đến cho anh em trong vòng một tích tắc thôi anh em ạ. Đấy. Và cả là gói lớp chuyên sâu này. Đó. Nói chung này gói này đang giảm giá là 250% anh em ạ. Ui rất chi là bèo luôn. Đấy, nhận được cái đèn lớp này. Đó, rồi trang phục này, tranh trang phục này, lồng chim này. Đó, bàn giáo viên. Nói chung là rất là nhiều luôn. Chỉ với là 239.000 được một gói rồi anh em. Đọc là có thể là gói trợ lý thám tử nè. Chỉ với 150.000 thôi là anh em đã nhận được bộ này rồi. Đấy, còn bộ này mình thấy đẹp nhất này anh em. Đấy, rất là rẻ mà đẹp nữa. Ok, đấy anh em nào muốn nhận được phần quà từ mình thì nhớ là làm đủ bước like và đăng ký kênh. Cộng với là comment đi game xuống dưới, mình sẽ gửi quà và gọi là gửi mã code đá quý đến cho anh em luôn. Đấy, còn anh em nào mà thắc mắc hoặc là muốn có nhiều đá quý như mình này. Ok, thì một tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách để anh em có thể là nhận được quà này, nhận đá quý từ mình, quà không mất tiền nhá. Đấy, thì ok, nói chung là anh em nào mà muốn gọi là nhận quà thì từ mình ấy thì nhớ là làm đủ bước like và đăng kênh là được rồi. Đó, còn lại thì mọi thứ cứ để mình lo anh em ạ. Đấy, ok chưa? Rồi, xong rồi, mình nhấn nhầm vào tài khoản ở trên điện thoại mình rồi anh em ạ. Đấy, ok, chắc là mình cùng thoát ra thôi anh em. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách để anh em có thể là nhận được mà gọi là quà từ mình này. Đấy, thì và code mình sẽ để ngẫu nhiên cho mình cho anh em. Anh em nào xem video cho mình ấy muốn nhận được phần quà gì nhớ làm đủ bước nhá. Đây, bây giờ thì mình sẽ vào lại game và hướng dẫn mọi người một cách để anh có thể là lấy được và đá quý toàn là free và tiền free nhá, 6.000 đồng free luôn. Đó, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. Nhân tiện Play2Weather đổi nhà phát hành mới sang VNG, shop đá quý vn.com đang có chương trình giảm giá vòng quay đá quý cho anh em. Đấy, thì ở đây vòng quay đá quý chỉ còn là 19.000. Đấy, thì anh em nào mà gọi là muốn có nhiều đá quý nhưng mà lại không muốn gọi là mất nhiều tiền ấy thì anh em hãy đến ngay với shop đá quý vn.com. Đấy, thì nhân tiện nhà phát hành mới nên là vòng quay cũng đang được giảm giá anh em ạ, nên là anh em nhanh tay hãy đến ngay với shop đá quý vn.com. Đường link trang chủ của mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Đấy, anh em trước khi vào trong shop anh em nhớ là tạo một cái tài khoản giúp mình. Đấy, đây mình sẽ tạo một cái tài khoản riêng cho mình nhá, riêng cho bản thân anh em nhớ là tại tài khoản riêng cho bản thân anh em nhá. Đấy, để mình 5 giây thôi mình tạo tài khoản đúng nhanh luôn anh em ạ. Đấy, mình tạo xong một cái tài khoản rồi. Đấy, thì trước khi anh em tạo tài khoản ấy, mới vào anh em chỉ được nhận là 6.000 đồng anh em ạ. Anh em nhớ là nhấn vào cái gói hộp quà ở đây để có thể nhận được thêm quà nhá. Đó, được tận 479 đá quý rồi. Vừa mới vào chưa mất một đồng nào mà anh em được 470 đá quý rồi anh em. Đấy, anh em thấy top nạp thẻ ở tháng này không? Rất chi là nhiều người luôn nhá. Đây, đã nạp 600.000 rồi nè. Ok, ở đây thì mình sẽ đi gọi là lấy mệnh giá thẻ và mình nạp thẻ vào đây luôn anh em nhá. Anh em đợi mình một tí thôi. Đó, nhanh thôi anh em ạ. Rồi ok, tiếp tục là mình sẽ nhập mã seri để mình lấy gọi là nạp thẻ vào anh nhá. Đây, mình sẽ nạp thẻ vào luôn nè. Mệnh giá 100k, đấy. Thì lúc mà anh em nạp theo mệnh giá ấy, từ 100k đến 1 triệu, anh em sẽ nhận được mốc đá quý theo gọi là mốc nạp của anh em nhá. Đấy, ở đây nhớ là nạp theo đúng thẻ của anh em nhá. Viettel này, Vinaphone này, Mobifone này, Vietnamobi này. Đó, mình sẽ nạp thẻ này. Đó, mình đã nạp thành công một thẻ rồi nhá. Đây, đợi mình nạp nốt cái thẻ còn lại và mình sẽ reset lại xem nó cộng tiền lên chưa. Đây, 100 tiếp nè. Đó, mình nạp thành công hết rồi nhá.
Ok, bây giờ mình sẽ reset xem nó đã nạp thẻ thành công chưa nhá. Bây giờ mình sẽ nhấn reset nè nhá. Đó, ok, tiền của mình đã được cộng vào tài khoản rồi anh em ạ. Đây bây giờ thì mình sẽ gọi là vào test luôn vòng quay, gọi là Bright to Weather cho anh em luôn. Đấy, mình sẽ test với vòng quay duy nhất với 19.000 nhá, xem là được bao nhiêu cương nè, bao nhiêu đá quý nè. Đó, anh em thấy bên đây không? Rất là nhiều bạn trúng được, gọi là rất là nhiều đá quý từ mấy giây trước rồi nhá. Ui, 19.000 trúng được tận là 6k cái đá quý anh em ạ. Đó, mình test luôn 5 vòng đi xem nó thế nào anh em. Test luôn nhá, mình quay luôn nè. Xem là nhân phẩm của mình trong vòng quay thứ hai nó sẽ như thế nào nhá. Ủa, cái what the fuck gì đấy anh em. Đó, tự nhiên vòng 5 lần mà được tận 9.999. Trời ơi, thế này thì làm sao mà đỡ được đúng không em. Ok, thì nói chung là anh em nào muốn quay đá quý nữa, muốn có nhiều đá quý như mình này. Ôi, hết tiền mất rồi. Đấy, muốn có nhiều đá quý như mình thì anh em hãy đến ngay với shop đá quý vn.com. Đấy, khi anh em vào thì anh em nhận được đá quý free này và 6.000 đồng miễn phí anh em nhá. Ok, ngay bây giờ mình sẽ đi rút đá quý về nick thôi anh em ạ. Đấy, quá là nhiều đá quý rồi anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ rút luôn nhá. Cài đặt nè, mình sao chép cái UID game của mình nè. Mình sẽ dán ID game vào đây. Ok nhá. Đăng nhập bằng Facebook này, chặn gói 999 luôn anh em. À, cùng đấy ZTV. Bây giờ mình nhấn thực hiện luôn nhá. Đấy, mình sẽ đợi là xem bao nhiêu giây là đá quý sẽ về được nick nhá. Đây, mình sẽ đếm từ bây giờ luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay trở lại Plaza xem là kim cương đã về nick cho em nhá. Đó, quá là dễ để có thể nhận được kim cương free từ mình đúng không anh em. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ gọi là quay lại Plaza. Ui, bị lag rồi sao anh em. Chết rồi, cái này phải thoát ra vào lại chắc luôn rồi. Đấy, chắc chắn luôn thoát ra vào lại này anh em. Anh em sẽ đợi mình thoát ra vào lại xem là đá quý để về nick cho em nhá. Rồi ok anh em ơi, đấy thì mình vừa quay trở lại vào game là kim cương đã quay vào nick rồi anh em ạ. Ui rồi ôi, quá là nhiều đá quý luôn. Nãy là có 24.000 thôi, bây giờ lên tận 34k rồi. Đấy, rất là nhiều luôn, nên là anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với đường link trang chủ là shopdaquyvn.com. Đấy, mình vừa rút luôn anh em ạ. Đấy, rất chi là nhiều đá quý. Trong đây mình còn rất là nhiều đá quý anh nhá. Đấy, nên là anh em nào muốn nhận được quý gì từ mình nữa thì em nhớ là làm đủ bước like và đăng kênh, nhận được quần quà từ mình nhá. Ok, nói chung là anh em nào muốn nhận được thì em nhớ là làm đủ bước nhá. Đấy, ui, đã quá là nhiều luôn anh em ạ. Ok, thì chắc là clip mình cũng kết thúc ở đây thôi. Còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.